Ngân Thị Vạn Sự, cô gái 1m52 và giấc mơ World Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Ở tuổi 20, Ngân Thị Vạn Sự đang dần khẳng định mình và được đánh giá sẽ thành cầu thủ quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai. Đi đá phủi và lời khuyên từ người đàn anh Ngân Văn Đại, bóng đá phủi gắn liền với đời sống bóng đá Việt Nam. Nhiều cầu thủ nam thường tham gia sân chơi này để dần lấy lại cảm giác bóng, rèn giũa và hoàn thiện kỹ năng trong thời gian không thi đấu chuyên nghiệp. Với Ngân Thị Vạn Sự, cô cũng không nằm ngoài xu thế đó. Khoảng 4 năm trước, khi còn là cầu thủ trẻ ở đội U16 nữ Hà Nội, Vạn Sự thường tham gia trận đấu phủi cùng bạn bè. Đây là cách cầu thủ nữ sinh năm 2001 tự rèn luyện bản thân, thử sức với các va chạm bên ngoài để có thể tiến bộ hơn. Tuy nhiên, dường như việc tham gia các giải bóng đá phong trào lại không có tác dụng với Vạn Sự khi cô tỏ ra quá vượt trội và lần lướt hơn đồng đội lẫn đối thủ. Có một trận đấu, chỉ vừa vào sân được 10 phút, Vạn Sự đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới đối phương. Đó là trận đấu cô buộc phải ghim chân lại để giữ khách. Ở quãng thời gian sau đó, Vạn Sự tập trung cùng đội tuyển U16 quốc gia, U19 quốc gia và các giải đấu ở cấp câu lạc bộ, khiến thời gian đi đá phủi cũng ít đi. Cô gái quê Nghệ An dần lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Mai Đức Chung và trở thành một trong những nhân tố chủ chốt tại U19 nữ Việt Nam. Vạn Sự thi đấu tỏa sáng cũng là lúc truyền thông chú ý hơn. Nhờ vậy mà người đàn anh Ngân Văn Đại đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội biết đến cô. Ngân Văn Đại chia sẻ: "Vào năm 2019, khi nghe trên TV thấy có tên bạn nữ tên là Ngân Thị Vạn Sự đang khoác áo đội nữ, tôi bắt đầu tò mò và tìm cách liên lạc với bạn ấy. Họ Ngân vốn rất ít và chỉ hầu như xuất phát từ vùng Tương Dương, Nghệ An quê tôi. Đặc biệt, hai anh em còn cùng nhau theo nghiệp cầu thủ nữa nên càng hiếm. Tìm được thông tin, chúng tôi liên lạc, có nói chuyện với nhau. Cả hai cùng quyết tâm cố gắng để làm rạng danh cho dòng họ Ngân." Có lẽ từ những lời động viên của người đàn anh, Vạn Sự ngày càng cố gắng và tiến bộ hơn trong thi đấu cũng như chuyên môn. Khi tài năng được thừa nhận, Ngân Thị Vạn Sự tiếp tục có mặt ở đội tuyển nữ Việt Nam vào cuối năm 2019, tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. Trong lần đầu tiên có mặt tại đội tuyển quốc gia, ít ai ngờ rằng huấn luyện viên Mai Đức Chung đã trao cho cô gái 18 tuổi suất đá chính. Cùng với Bích Thùy bên hành lang cánh trái, Vạn Sự đã phần nào gây ra khó khăn cho đội tuyển nữ Hàn Quốc ở loạt trận đầu tiên. Trong trận đấu quyết định gặp Myanmar, chính cô gái cao 1m52 đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất, giành quyền vào vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020. Phần thưởng cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm đến với Ngân Thị Vạn Sự, khép lại một năm 2019 đầy ý nghĩa. Nhưng đó chưa phải là đích đến cuối cùng của cô gái Nghệ An. Nữ tiền vệ này tâm sự: "Mục tiêu của tôi là được khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu và bảo vệ thành công trước vô địch SEA Games 31 trên sân nhà. Không chỉ có vậy, sự cầu tiến và ý chí đáng kinh ngạc luôn thúc đẩy Vạn Sự tiến về phía trước. Thực sự thi đấu với những đối thủ ở đẳng cấp cao như Hàn Quốc và Australia, bản thân em học hỏi được rất nhiều điều và lấy đó làm động lực để có thể tốt hơn, tiến bộ trong tương lai." Ở tuổi 20, Vạn Sự vừa kết thúc vòng loại Asian Cup 2022 tại Tajikistan với cả hai lần ra sân từ đội hình chính thức. Trước mắt, cô và các đồng đội sẽ đối mặt với thử thách khó khăn hơn rất nhiều ở vòng chung kết được tổ chức tại Ấn Độ. Đây cũng là cơ hội rất lớn để bóng đá Việt Nam lần đầu giành quyền đến World Cup nữ 2023. Những dấu ấn mà cô gái 1m52 để lại tại đội tuyển nữ Việt Nam đang ngày càng một lớn hơn. Vai trò của cô trong lối chơi mà huấn luyện viên Mai Đức Chung xây dựng cũng dần được khẳng định. Nếu tiếp tục cải thiện phong độ và duy trì sự ổn định, Ngân Thị Vạn Sự sẽ tiếp nối đàn chị Huỳnh Như, Trương Thị Kiều, Hải Yến, tỏa sáng và mang vinh quang về cho bóng đá nữ Việt Nam, mà trước mắt là giấc mơ tham dự World Cup 2023.